mình đang làm lớp tiếng Anh để lát còn sang thư viện mỗi sách không? Không biết là có việc gì không? Vậy thì mình sẽ tự giới thiệu với cậu. Mình là thành viên của câu lạc bộ sách trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú Quốc Oai. Hôm nay thì mình có cuốn sách Tuổi Trẻ Không Hối Tiếc muốn giới thiệu đến bạn. Không biết bạn có quan tâm không nhỉ? Nếu như nói về tuổi trẻ thì mình cũng đã từng đọc qua rất là nhiều sách về thể loại này. Không biết cuốn sách của bạn có những cái gì đặc biệt? Vậy thì để mình giới thiệu cho bạn nhé. Đây là cuốn sách của tác giả Huyền Chip, được xuất bản năm 2018 bởi nhà xuất bản Phụ Nữ, gồm có 304 trang, rộng 14cm và dài 21cm. Cuốn sách này thì gồm có 4 chương, trong mỗi chương thì tác giả viết những mục nhỏ để cho độc giả có thể dễ hiểu và dễ hình dung hơn về cái vấn đề mà mình đang nói. Khi mình thấy là cuốn sách này có tận 4 chương thì không biết là bạn có thể giới thiệu cho mình về từng nội dung của từng chương được không? Được chứ, để mình giới thiệu cho bạn á. Chương thứ nhất đó là chương nói về hành trình để trở thành người lớn, thì tác giả đưa ra cái quá trình, cách thức để chúng ta có thể trở thành người lớn. Trong đó thì có mục thứ nhất là viết cho em, thì ở cái mục viết cho em này thì tác giả đã mượn hình ảnh của người em trai mình để truyền những cái điều mà mình muốn nói đến độc giả. Thứ nhất mà tác giả muốn nói với người em của mình đó là em không phải nghe theo lời của ai cả. Không nghe theo lời ai cả không có nghĩa là mình bị tai nạn, không tiếp thu ý kiến, mà là cuộc sống của em thì chỉ có em quyết định, thành công thì em hưởng, thất bại thì em chịu. Mình thấy cái này nó khá đúng với nhiều đứa trẻ hiện nay. Bạn nghĩ vậy không? Mình cũng thấy đó là một ý kiến khá là đúng đắn trong xã hội hiện nay của đứa trẻ. Cái điều này nó đã giúp thay đổi cái suy nghĩ của mình sau khi mình đọc cuốn sách này. Điều thứ hai là sống là một trò chơi đồng đội. Theo tác giả thì tác giả nói rằng là cái việc sống nó như là một cái trò chơi mà chơi dưới hình thức đồng đội. Khi mà đồng đội có lợi nghĩa là em cũng sẽ có lợi, vì vậy hãy sống theo cái hình thức như là một hình thức đồng đội. Điều thứ ba là tác giả đưa ra cái quan điểm rằng là em còn quá trẻ để làm việc vì tiền, vì ở cái độ tuổi này tuổi trẻ của em quá đắt đỏ để đánh đổi về tiền. Thay vì bán tuổi trẻ để kiếm tiền thì chúng ta có thể dành cái thời gian đó để đầu tư vào bản thân, đầu tư những cái vốn liếng, những cái kỹ năng, đầu tư vào những cái mối quan hệ của tuổi trẻ chúng ta. Cuối cùng đó là chào đón thất bại. Bạn có sợ thất bại không? Nhưng mà sau riêng của bản thân mình thì mình khá là sợ thất bại. Mình mong muốn, mình dường như là muốn tất cả công việc của mình thực hiện đều phải thành công. Mình cũng đã từng như vậy đấy, nhưng mà đó là trước khi mình đọc cuốn sách này. Sau khi đọc thì nó cũng đã thay đổi mình khá nhiều. Bởi ở đầu mục 2 của chương 1 thì tác giả đã đặt tiêu đề vào một cái câu hỏi, đó là chúng ta có cần là con ngoan trò giỏi. Thì theo bạn, chúng ta có cần là con ngoan trò giỏi không? Nếu như bạn hỏi mình câu hỏi này thì mình cảm thấy đây là một vấn đề đã được ăn sâu vào tiềm thức của tuổi trẻ hiện nay rồi, tức là nó không thể thay đổi được nữa. Mình cũng là từng có cái suy nghĩ như vậy đấy, nhưng mà sau khi mình đọc thì mình thấy là cái việc chúng ta có cần thiết phải là con ngoan trò giỏi hay không, nó không cần thiết. Chúng ta không nhất thiết cứ phải là con ngoan trò giỏi để trở lên thành công. Ba thì tác giả giới thiệu cho độc giả một số lượng cuốn sách hay mà tác giả đã từng đọc qua, về dành cho những người mà đang tìm ý nghĩa cuộc sống. Ví dụ như cuốn sách Man's Search for Meaning, có nghĩa là đi tìm lẽ phải, hay là cuốn sách The Little Green. Tiếp theo đó là mục 4, tác giả đã đặt ra một câu hỏi, đó là làm thế nào để có thể coi là người lớn, và đưa ra cái quan điểm của bản thân mình, đó là thứ nhất, để trở thành người lớn thì ta phải đáp ứng được 3 cái tiêu chí. Thứ nhất đó là chịu được trách nhiệm cho bản thân này, hai là đưa ra được những quyết định độc lập, và thứ ba là độc lập về mặt tài chính, và đồng thời đưa ra 8 cái kỹ năng để thế hệ trẻ có thể tập trở thành người lớn. Ở mục 5 của chương 1, tác giả nói về vấn đề tài chính cá nhân. Chúng ta không nhất thiết là cứ phải đi làm thêm hoặc là gì đó thì mới có cái tài chính cá nhân cho riêng mình, mà thay vào đó chúng ta có thể đầu tư này, hay là có quỹ tiết kiệm cho những cái trường hợp khẩn cấp, bớt tiêu tiền với những cái món đồ xa xỉ này, hoặc là có ngân sách ăn tiêu cho từng khoản rõ ràng vào mỗi tháng. Ở chương 2 thì tác giả đề cập đến cái vấn đề học, trong đó thì cái vấn đề tự học được tác giả đề cập đến nhiều nhất. Tác giả đưa ra những cái rào cản lớn nhất của việc học, và từ đó thì rút ra những cái bài học, những cái kinh nghiệm, kỹ năng để giúp cho những cái bạn trẻ có thể tự học một cách hiệu quả nhất. Tất nhiên là nói về vấn đề tự học thì tác giả cũng phải đưa ra được cái vấn đề là chúng ta tự học như thế nào. Thì với quan niệm của tác giả Huyền Chip thì chị đưa ra rằng là chúng ta có thể học những cái khóa học trực tuyến mở này, hay là học miễn phí các khóa học mà ở các trường đại học của chúng ta mơ ước, hay là chỉ đơn giản là lên Wikipedia
đọc những cái chủ đề mà mình thích. Nói về việc học thì tác giả Huyền Chip cũng mở cho chúng ta cái góc nhìn bằng cách đưa cái phong cách dạy học nước Mỹ vào. Ở nước Mỹ thì cái việc khuyến khích tính tương tác rất là cao. Học sinh có thể nói ví von thì là có thể bắt lỗi thầy cô giáo của mình. Họ có thể tìm ra lỗi sai của giáo viên và từ đó thì sẽ rút ra được những cái kiến thức cho riêng bản thân của mình. Tiếp theo đó là phần du học. Du học thì sẽ được dưới góc nhìn của tác giả thì nó sẽ có mặt sướng và mặt khổ, nghĩa là mặt trái và mặt phải. Cho nên chúng ta những cái kinh nghiệm khi mà đi du học để chúng ta có thể có những cái kỹ năng tốt nhất khi mà đi du học. Chương 3 làm thì dưới góc nhìn của tác giả Huyền Chip, chị đã chia cái chương làm việc này thành hai mục nhỏ, đó là mục tìm việc và mục thực tập. Ở mục tìm việc thì chúng ta sẽ được học những cái kỹ năng, những cái kỹ năng mà giúp ích được cho cái công việc của bản thân. Ví dụ như là kỹ năng chào hàng bản thân, kỹ năng quản lý thời gian, hay là cái việc nâng cao vị thế hoặc hạ thấp vị thế của mình khi mà cần thiết. Khi mà đã tìm được việc làm thì cái việc thực tập cũng là một cái việc rất là cần thiết. Ở cái mục này thì chúng ta sẽ được học những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng để có một cái chuyến thực tập thành công. Thêm lại cuốn sách bằng chương 4 với tiêu đề cháy. Cháy ở đây thì có nghĩa là chúng ta sẽ cháy với những cái đam mê của mình, sẵn sàng bùng nổ với những cái việc mà mình sẽ và đang làm. Tác giả đã nói, nếu cả đời chúng ta chỉ biết đến trường lớp và thăng tiến sự nghiệp thì cuộc sống sẽ thật là nhàm chán. Ở cái mục yêu ở trong chương 4 này thì tác giả cho rằng là cái việc yêu nó là một cái thứ tình cảm cần thiết của mỗi người, bởi vì khi yêu thì chúng ta sẽ được trải qua những cái cảm xúc thú vị khác nhau. Đồng thời thì chị cũng cho rằng là chúng ta nên dám bước ra khỏi cái vùng an toàn của bản thân, dám đi, dám sống, dám làm những việc mà mình chưa bao giờ dám nghĩ đến, để rồi mà khi chúng ta nhìn lại thì chúng ta sẽ có một cái tuổi trẻ không hối tiếc, chúng ta sẽ không hối tiếc với những gì mình đã làm. Cuốn sách rất là có ý nghĩa với mình, bởi vì sau khi đọc thì mình rút ra được những cái bài học, những cái quan niệm mà trước kia mình đã suy nghĩ sai. Mình bây giờ thì mình đã dám đối mặt với những cái thất bại và dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Còn bạn thì bạn thấy sao? Sau khi nghe bạn nói qua về nội dung của cuốn sách này thì mình thấy đây là một cuốn sách khá là đặc biệt, có những điều mà dường như trong cuộc sống của chúng ta không thể, nó là một điều rất là bình thường, nhưng ở trong cuốn sách lại trở nên rất là ý nghĩa. Và đây là một điều khá là đặc biệt của cuốn sách này, đây là mình quyết định sẽ tìm hiểu nó.